Hello, xin chào mừng tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bác và anh em đã trở lại với kênh của Xuân Bằng Cao. Kênh Second Hand Xuân Bằng Cao. Và hôm nay em sẽ tiếp tục lên những mã quần jean. Sẽ có nhiều vòng bụng khác nhau như là đầu 8, đầu 7, đầu 9 cho các bác và anh em có thể xem và lựa chọn. Đảo qua một vòng trên YouTube các bạn, đó trên cái nền tảng YouTube thì và ngó sang các nước bạn thì thực sự là em cũng cũng không nghĩ là chỉ có Việt Nam hoặc Campuchia hoặc Lào thì mới rộ phong trào sử dụng đồ second hand như là giày hoặc là quần áo. Nhưng hóa ra là những nước có nền kinh tế mà gấp mấy lần Việt Nam chúng ta họ cũng sử dụng. Đó là Vương quốc Malaysia này, Thái Lan này và Indonesia. Đó, nền kinh tế của nước ta thì thực sự là cũng đã rất là khởi sắc trong những năm trở đây. Nhưng mà thực tế để mà so ra thu nhập bình quân đầu người. Đó, thu nhập bình quân đầu người cũng như là GDP thì chúng ta cũng còn chưa đuổi kịp với cả Philippines. Cho nên là những cái nền kinh tế lớn hơn như là Indonesia và Malaysia, Thái Lan. Đó. Thậm chí là như những nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc kể cả ở ngay chính trên đất Mỹ, người dân người ta vẫn sử dụng đồ second hand các bạn, chứ không phải chỉ có riêng khu vực Đông Nam Á đâu. Đấy, theo em được biết thì là như thế. Vì thực ra là những cái này mà khi mà đã qua sử dụng mà xài xài lướt mà bỏ thì thực sự nó rất là lãng phí. Rất là lãng phí cho kinh tế thế giới cũng như là cho nhiều quốc gia và cộng đồng. Cho nên là hàng second hand thì không có gì là lạ cả, cũng đều được sử dụng rất là nhiều. Và hơn nữa là trước đây thì em hay xem SEA Games thì thấy các cổ động viên của các nước như là Malaysia, Philippines rồi là Indonesia. Đó. Người ta đi cổ vũ cho đội nhà thì người ta mang trên mình nào là áo rồi là quần toàn hàng hiệu. Hóa ra là hôm qua em đảo trên YouTube và ngó sang các cái nước bạn, các nước láng giềng khu vực Đông Nam Á như là Indonesia, Malaysia thì thực sự là ngỡ ngàng luôn. Ở bên đó những cái chợ hoặc là những cái trung tâm buôn bán rất sầm uất, người ta buôn bán những cái đồ hàng second hand như là giày, si giống như nhà em và những chiếc áo thun, áo polo rồi quần jean. Thế cho nên là thực sự là cũng thấy vui vui, bởi vì không chỉ có người Việt Nam mình cứ nghĩ là người Việt Nam mình eo hẹp về kinh tế, thu nhập thấp thì mới sử dụng, chứ những nước có nền kinh tế gấp vài lần Việt Nam họ vẫn sử dụng. Nên là các bác cũng yên tâm phần nào để mà sử dụng, chứ đừng có nghĩ là cái đồ này chắc là chỉ dành cho người nghèo các bác nhá. Thực ra là kể cả nhà giàu, kể cả giới nhà giàu, người ta sử dụng những cái đồ này người ta cũng tiết kiệm được rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ thu nhập bình quân một tháng là khoảng độ 60 triệu, 70 triệu mà cứ tháng nào cũng săn hàng hiệu mới keng thì giá nó mắc kinh khủng, thậm chí là có những cái món hàng hiệu giá lên đến hàng ngàn đô. Cho nên là với mức lương kể cả 60, 70 triệu một tháng thì cũng không bao giờ dám mạnh bạo chi tiêu như vậy. Cho nên là để săn hàng second hand những cái con hiệu như này thì thực sự là rất là hợp lý, mà không phải chỉ ở Việt Nam, kể cả các cái nước có nền kinh tế và thu nhập bình quân người ta cao hơn mình, người ta cũng vẫn làm cách đó để tiết kiệm được một khoản cái chi phí trong chi tiêu hàng ngày của họ. Và bây giờ em không để mọi người chờ lâu, em sẽ tiếp tục lên mã đầu tiên. Đó, mã đầu tiên của em là một chiếc quần đến từ hiệu Lee. Đó, quần này được sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhé. Đó, hiệu Lee.
Mã là A 147 này, vòng bụng là 84, ống là 19, đùi là 56, chiều dài là 98, sản xuất tại Mỹ, xuất Nhật. 250k cho quần hàng hiệu nổi tiếng này, nằm trong hình như là top 5 hoặc là top 7 của thế giới nhá mọi người, về đồ jean đó. Phía sau này mọi người có thể thấy ống còn nguyên bản, hiệu Lee đó, miếng táp bằng da benon nha mọi người, rất là dày, rất xịn sò luôn. 250k cho mã A147 hiệu Lee, 250k chuyển khoản đủ giao lưu bao ship anh em luôn ạ. Tiếp đến là em lên một quần jean màu xanh nhạt cho các bác. Mọi thứ còn nguyên bản nha mọi người. Màu rất đẹp luôn. Đó. Màu cực đẹp, đến từ hiệu Gu, nổi tiếng Nhật Bản. Màu rất đẹp, độ mới còn rất cao. Mã là T60 này, vòng bụng 78 đó, ống 15, đùi là 48, chiều dài rất là ngắn 86, sản xuất tại Campuchia, xuất Nhật, chất liệu có giãn. 170k cho quần này đó, 170k chuyển khoản đủ giao lưu vào ship mọi người đó. Mọi thứ còn nguyên bản từ gấu. T60 170k chuyển khoản đủ giao lưu bao ship mọi người. Lên một mã quần cực hot cho anh em, kể cả các bác có độ tuổi trung niên, nếu thích trẻ trung thì hãy tìm đến những chiếc quần jean các thương hiệu nổi tiếng thế giới như thế này đó. Đây là một trong những chiếc quần jean như vậy, một trong những nhãn hiệu đang được săn lùng, đang rất hot trên thị trường đó. Mọi người có thể thấy luôn này đó, mọi người thấy chưa đó, Supreme này đó, Supreme nha mọi người, đỉnh chưa. Ai mua quần này không những là thương hiệu lớn mà lại còn là quần có độ mới cực cao, như mua mới luôn. Mua quần này thực sự là thắng, thực sự luôn, hàng hiệu như mua mới rồi. Đó, Supreme nhá, một em Supreme. Mã là 145 này, vòng bụng 84, ống 15, đùi 54, chiều dài là 102 cm, chất liệu có giãn. 290k con này. Oh, 290k, sợ chưa, như mua mới con hàng hiệu như này. Chứ còn cái giá này thì một cái con hàng hiệu như thế này mà đi so với mấy con hàng chợ thì không biết là bao nhiêu con hàng chợ thì mới mua được một con này các bác nhé. Đó, 290k chuyển khoản đủ giao lưu với ship mọi người. Lên tiếp một em hiệu Gap này, một em hiệu Gap cho các bác nhé. Đây, nút nút dập số 1969, có nghĩa là cái phiên bản 1969 cho quần Gap, dáng slim, dáng slim fit đó. Một quần hiệu Gap, mọi thứ còn nguyên bản nha mọi người, dáng slim fit. Mã là A145 này, vòng bụng 81, chiều ống là 19, đùi là 51, chiều dài là 107 cm này, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. 190k cho quần hiệu Gap này, 190k. Đó. Quần này thì đương nhiên rồi, sẽ hợp với những anh em có thể trạng gầy, vì vòng đùi chỉ có 51 thôi. Chuyển khoản đủ giao lưu bao ship mọi người ạ. Em lên một mã quần đến từ một thương hiệu của Mỹ nha các bác. Đó, đến từ một thương hiệu của Mỹ, mọi cái còn nguyên bản. Và phải nhấn mạnh là ai nào, bác nào, anh em nào sở hữu con này thì không khác gì mua mới luôn nhá, hàng xài lướt thôi, không khác gì mua mới. Đến từ thương hiệu Buckley Boy này, đó, thương hiệu Buckley Boy của Mỹ. Đây là phía sau của quần, mua không khác gì mua mới, quay gần thì trông nó vậy nhá, quay xa đây, đây quay xa màu màu thật đây, đó đây mới là màu thật nha mọi người, quay xa thì đây là màu thật. Đến từ hiệu Buckley Boy của Mỹ,
Ở túi thiết kế đựng Zippo thì bên này có táp vải, có chữ BBC và chữ R. Chữ R là biểu tượng hàng chính hiệu, chính hãng. Đương nhiên rồi, người Nhật và người Hàn thì người ta không có sàng phách, cho nên là mọi người an tâm luôn nhé. Mã quần của Mỹ này sẽ là A146 này. Vòng bụng 83, chiều dài là 19, đùi là 63. Sorry mọi người nhé. Vòng bụng 83, ống 19, đó, gấu quần á, ống 19, đùi là 63, chiều dài của quần là 110 cm tính từ cặp. Sản xuất tại Mỹ, xuất Nhật 230k như mua mới, một con hàng hiệu của Mỹ sản xuất tại Mỹ. Đó, như mua mới 230k, chuyển khoản đủ ra liver ship mọi người. Một quần jean thời trang. Ống rất là rộng rãi thoải mái. Đó, một quần jean thời trang nhá. Rất rộng rãi. Kể cả dành cho những bác mà thích những cái quần rộng rãi thoải mái mặc để mà đi chơi đi dạo thì cũng rất là phù hợp. Bởi vì quần này với thiết kế rộng rãi này mang sẽ rất thoải mái nhé mọi người. Đó, ở trong này tem mạc để hiệu One One này. Tất cả các nút là bằng đồng nguyên chất, đồng vàng. Mã là A84, vòng bụng 76, ống 24, đùi 58, chiều dài của quần cũng không dài, chỉ có 98 thôi, 98 cm, 150k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người, 150k nhé. Lên thêm một em jean hiệu cực chất nữa. Đó, một em jean hiệu cực chất. Ống bên này thì có một vệt, đó, có một vệt chày lủng nhỏ nhỏ ở đây, nhưng không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì những chiếc quần jean bây giờ những cái vết lủng như thế thì nó không có giảm giá trị quần jean. Bởi vì bây giờ thời đại bây giờ là người ta hay sử dụng quần jean lủng, quần jean rách nhiều. Cho nên với những cái mẫu thiết kế dạng như thế này thì không ảnh hưởng gì cả, thậm chí có thể tô điểm cho vẻ đẹp, vẻ chất của những chiếc quần. Đó. Đó, ở đây tên hiệu là Copenhagen này. À, Copenhagen là một địa danh nổi tiếng ở Đan Mạch nha mọi người. Molden Boot Copenhagen. Nút quần rất đẹp luôn mọi người. Thực sự là người ta dập khắc rất là tinh xảo. Đó, hai túi thiết kế rất đẹp nhé, hai túi phía sau thiết kế cực đẹp. Mã của quần này á thì sẽ là A144 này. Vòng bụng 90, ống 22, đùi 61, chiều dài của quần cũng không quá dài, chỉ 100 cm. Sản xuất tại Mexico, xuất Nhật 170k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship anh em ạ. Lên một dáng quần nữa, độ mới còn rất cao. Đó, quần này có tên hiệu là Metis này. Đó, hiệu Metis, dáng slim, dáng quần slim fit. Quần này sử dụng các nút cài nhé mọi người. Đó, các nút cài có dập tên hiệu đây, Metis này, các nút cài chứ không có sử dụng phép mới tuyên. Độ mới còn rất cao. Đây là phía sau của quần. Miếng táp bằng da bê non này, rất là đẳng cấp, rất là chất luôn. Hai túi phía sau khá là to nhưng mà lại không sâu túi, thiết kế rất hay. Tiếp tục là một miếng táp nữa để tên hiệu. Đó, quần này sẽ có mã là A132 này, vòng bụng 87, ống 19, đùi là 57, chiều dài của quần là 102 cm, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn nhẹ. 130k cho quần này. 130k chứ anh em nhé. 130k cho quần này. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship mọi người ạ. 130k cho quần hiệu Metis này. Lên một mã quần cho
cho bác nào có dáng cao lớn này, thích mang những chiếc quần rộng rãi thoải mái. Đặc biệt quần này là thiết kế của dáng quần baggy mọi người này. Đó, dáng quần baggy nhá. Nó của thương hiệu Basin, đó, của thương hiệu Basin. Tất cả các nút đều là bằng đồng. Đó. Đây là thiết kế của hai túi phía sau. Đó. Tên hiệu của nó là Anker Blue. Đó. Tạm dịch là mỏ neo xanh nhé mọi người. Đó. Tạm dịch là Anker là mỏ neo, còn Blue là xanh. Tạm dịch là mỏ neo xanh. Hiệu mỏ neo xanh. Tên của quần là mỏ neo xanh đến từ thương hiệu Basin này. Mã là A136 này, vòng bụng 93, ống 25, ống rất là rộng rãi thoải mái luôn nha mọi người. Chất liệu denim thì denim truyền thống phải nói là cực chất luôn. Rồi. Đùi là 74 này, chiều dài là 105 cm này. Sản xuất tại Mexico, xuất Nhật đó, Mexico tại Trung Mỹ nó uy tín chứ. 190k cho quần này, nó đặc biệt là như thế. Mặc dù độ mới cực cao như mua mới nhưng mà chỉ ở cái tầm giá này thôi, giá rất là mềm nha, cho giao lưu cho các bác này 190k, bởi vì nó đơn giản, nó là một trong những cái quần có vòng bụng lớn, cho nên là thường thường những quần này thì sẽ hơi hiếm người mang, cho nên là em cũng để ở một cái tầm giá giao lưu cho mọi người nhá, 190k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người ạ. Thêm một con jean có độ mới rất cao nữa đến từ hiệu Uniqlo cho mọi người. Đó. Đến từ thương hiệu Uniqlo nha mọi người. Đây là phía sau của quần này. Đó, đến từ thương hiệu Uniqlo. Quần này á thì sẽ có mã là A134 này, vòng bụng 86, ống 19, đùi là 56 này, chiều dài của quần là 102 cm, sản xuất tại Nhật Bản. Đó, chất liệu co giãn. 190k cho quần này. Độ mới còn khá cao, quần hiệu Uniqlo nha mọi người. Đó, xa đây thì nó mới thật màu. Xa đây là màu xanh rất đẹp luôn mọi người. Màu xanh rất đẹp, độ mới khá là cao. Đó, 190k chỉ còn đủ giao lưu với mọi người. Lên tiếp một quần có tên thương hiệu là Zazamen, một thương hiệu nổi tiếng của người Tây Ban Nha này, và thậm chí là nổi tiếng toàn cầu luôn. Đó. Thương hiệu Zazamen. Quần này có chiều dài của quần khá là ngắn nha mọi người. Chiều dài quần khá ngắn và quần này không có sử dụng phép mơ tuyêm mà sử dụng nút. Đó. Tất cả các nút cài ở đây. Đây sẽ là phía sau của quần. Đó, thiết kế độ mới còn cực cao luôn mọi người. Độ mới cực cao, giá thì rất là hợp lý. Và miếng táp của hiệu Zazamen này. Miếng táp bằng da cừu, rất là dài và mềm mại. Đó, thấy không? Rất dài mềm mại. Quần hiệu Zazamen này thì sẽ có mã là A133 này, vòng bụng 85, ống là 17, đùi là 61, chiều dài của quần là 90. Đó, chiều dài rất là ngắn. 170k cho quần này, giá rất hợp lý luôn. 170k. Chuyển khoản đủ, giao lưu và ship các bác và mọi người ạ. Lên tiếp một quần nữa. Đó. Cũng là dáng thời trang đang rất thịnh hành. Vòng bụng khá là nhỏ. Đó, túi chéo nha mọi người. Rồi. Ở đây sẽ là tên của thương hiệu này. Có dây sỏ. Nút quần thì bằng chất liệu nhựa này. Thun. Có thể vừa bụng thì không cần phải đeo dây lưng. Có dây. Nói chung là quần thời trang bây giờ rất đa dạng mọi người. Đó, đây là phía sau của quần. Đó, thiết kế. Thực sự là độ mới còn rất là cao, chất liệu co giãn. Đó, mã của quần này thì sẽ là A137 này. Vòng bụng là 76, ống 14, đùi là 48, chiều dài của quần là 91 cm. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn. 170k cho quần này. 170k. Chuyển khoản đủ, giao lưu và ship mọi người. Em lên mã quần đến từ thương hiệu American.
Eagle, đại bàng Mỹ. Đó, thương hiệu của Mỹ. Quần này có mã là A129 này, vòng bụng là 92, ống 17, đùi là 58, chiều dài của quần khá là ngắn nha mọi người. Chiều dài là 99, chưa đến 1 mét. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu qua ship mọi người. Đó. Đây sẽ là phần ống của quần nhé mọi người. Đó, ống còn nguyên bản đấy ạ. Ống quần còn nguyên bản. Phía sau của quần đây. Miếng táp. Đó, nhìn miếng táp này mọi người đã biết là độ mới nó rất là cao. Đó. Hàng xài lướt nhá, nên là còn rất đẹp. Độ mới rất cao luôn ạ. Đó, mã A129 này, vòng bụng 92, 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Em lên một dáng quần có dáng là Zigula. Đó, có tên thương hiệu là Night Train, có nghĩa là tàu đêm nhé mọi người. Đó, trên là đại nhà ga đấy, ga tàu hỏa, Night là đêm, tàu đêm. Đây là phía sau miếng táp này. Quần này là độ mới rất cao mọi người. Mua quần này thì các bác cũng rất là mừng vì gần như là mua mới. Đó, gần như mua mới. Hàng xài lướt. Tất cả mọi cái còn nguyên bản. Độ mới cực cao. Đó, mã của quần ấy sẽ là A140 này. Vòng bụng 81. Đó, ống 19 này. Đùi là 55, chiều dài của quần là 101 cm, sản xuất tại Mexico, xuất Nhật 190k cho quần này. 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Lên một quần jean đến từ một thương hiệu của Nhật Bản này mọi người. Đó. Ozachi, Oza. Đó, hiệu Oza. Độ mới còn rất cao nha mọi người, đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản. Phải nói là rất nhiều thương hiệu denim của Nhật Bản rất là chất. Quần này độ mới rất cao, càng xa màu càng thấy đẹp. Đó, đây miếng táp phía sau bằng da bê non này, hiệu Oja, Oja. Rất là chất, rất là xịn sò luôn. Đó. Hoa văn ở hai túi phía sau. Em sẽ quay xa để mọi người thấy cái màu thật nó nhé. Đó, màu thật của nó đây. Nhưng mà quay gần thì do ánh đèn lóa nó cứ bị bạc bạc, khiến cho mọi người có thể nghĩ đó là quần bị cũ. Không phải cũ nha mọi người. Đây, vết này. Chỉ cần rất là đơn giản thôi, nó sạch. Đấy, nhà em là không có thời gian để, nó chỉ là những cái bám lên thôi. Mã quần là A142 này, vòng bụng là 87, ống là 19, đùi là 56, chiều dài của quần cũng khá là ngắn, 98, sản xuất tại Nhật Bản, thương hiệu của Nhật, 190k cho quần này. Chuyển khoản đủ, giao lưu qua ship các bác mọi người. Lên một quần ống đứng, một quần ống đứng có màu nâu nhé mọi người. Đó, một quần ống đứng có màu nâu. Chất liệu thì giống như kiểu là chất liệu vải vải bố mọi người ạ. Họ dệt theo kiểu chất liệu vải bố. Đó, trông rất là phong trần luôn. Thực sự quần này rất là đẹp. Nếu ở ngoài thì sẽ rất là nhiều người thích cái quần này luôn. Vì cái chất liệu của nó không đơn giản chỉ là denim. Đó, cách dệt người ta dệt giống như vải bố, nó mới chất vải bố, dạng vải bố cao cấp ạ. Đó, rất là chất luôn, rất nam tính. Đó, miếng táp ra phía sau này có tên hiệu này. Đó, hiệu chép chép Vinen. Miếng táp ra chắc là da bê non thôi. Đó, mọi người thấy chất chưa, rất là chất luôn nhá. Quần ông đứng này. Quần này thì sẽ có mã là
A138 này, vòng bụng 85, ống 22, đùi 57, chiều dài quần là 100 cm, chất liệu co giãn nhẹ. 130k cho quần này, rất chất, rất nam tính. 130k chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bạn người, mã nào cũng vậy nhé. Giá tiền thì em đã thông báo và cứ chuyển khoản đủ, mã nào cũng vậy, nhà em giao lưu bao ship mọi người. Thêm một quần độ mới rất là cao nữa, dáng kini này. Đó. Quần này không sử dụng phẹt mưa tuya mà sử dụng nút cài nha mọi người. Độ mới cực cao mọi người. Thực sự là rất đẹp mọi người ạ. Ống còn nguyên bản. Đây là phía sau của quần. Đó, phía sau của quần nha mọi người. Độ mới cực cao. Mọi người an tâm luôn. Đó. Nói thật là hàng second hand không phải chỉ có mỗi Việt Nam hoặc có mấy cái ông Việt Nam, Lào, Campuchia mới xài đâu. Rất nhiều, rất nhiều. Ở nhiều khu vực, thậm chí kể cả là Nhật, Mỹ, Hàn. Người ta còn dùng, châu Âu cũng vậy. Cho nên là chúng ta không có gì mà chúng ta phải ngại cả khi mà bỏ qua lựa chọn những cái sản phẩm second hand mà sử dụng thì thực sự là rất là đáng tiếc, bởi vì toàn hàng hiệu và chất liệu thì cực kỳ là chất, chất liệu thượng hạng, toàn hàng hiệu. Đó, mã là A99 này, vòng bụng là 81, ống 15, đùi là 52, chiều dài quần là 97, sản xuất tại Pakistan, xuất Nhật, chất liệu co giãn, 170k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người, 170k. Tiếp tục là em lên một quần đến từ thương hiệu cũng khá là nổi tiếng trên thế giới này, hiệu Rika Lewis nha mọi người. Hiệu Rika Lewis. Đó. Rika Lewis. Đó, quần này thì sẽ có mã là A143. Vòng bụng 88, ống 21, đùi là 65, chiều dài của quần là 109 cm nhé. 190k cho quần này. 190k, độ mới còn khá cao. Đến từ thương hiệu nổi tiếng Rika Lewis. Đó, phía sau sẽ là miếng táp của thương hiệu Rika Lewis. Hiệu này ra đời từ đến bây giờ tuổi đời của nó gần một thế kỷ rồi mọi người ạ. Đó. Gần một thế kỷ luôn rồi ra đời. Chỉ còn vài năm nữa nó sẽ tròn 100 năm ra đời của cái thương hiệu Rika Lewis này. Mọi cái còn nguyên bản. Đây. Ống quần đây mọi người. Còn nguyên bản nhá. Đó. Mã 143, 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác và mọi người. Em lên một quần jean lủng cho các anh em trẻ này. Đó, một quần jean lủng nha mọi người. Đây sẽ là phía sau của quần. Đó, với thiết kế túi sau như thế này và chỉ có một duy nhất một đinh tán ở góc này thì có thể nhận ra đây là quần của thương hiệu của Thụy Điển. Đó. Endenim này, đây là miếng da bằng miếng táp da bằng chất liệu da da cừu. Endenim này thì là của thương hiệu H và M nhé mọi người. Có nghĩa là H&M đó. Nó là của thương hiệu đó. Bởi những cái đặc điểm thiết kế của quần này rất dễ nhận ra đây là thương hiệu đó. Mã là A85 này, vòng bụng 79, ống 15, đùi là 50, chiều dài của quần là 103 cm, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, một nước châu Âu, xuất qua thị trường Nhật Bản, chất liệu co giãn. 190k cho quần đến từ thương hiệu H&M, H&M, một chiếc quần hàng hiệu. Đó, 190k chuyển khoản đủ,
giao lưu vào ship các bác mọi người. Một dáng quần jean nữa cho anh em trẻ này, độ mới còn cực cao. Một dáng quần jean lủng nữa cho anh em trẻ, đến từ thương hiệu nổi tiếng Uniqlo của Nhật Bản. Đó, ống bên này cũng thiết kế lủng nha mọi người. Và đây sẽ là phía sau của quần, độ mới còn cực cao, đến từ thương hiệu nổi tiếng Uniqlo. Ngày nay thì các bạn trẻ mang quần cũng không quan tâm quá đến việc quần nó quá dài, bởi vì các bạn hay sắn gấu, cho nên nó sẽ rất là thời trang, rất trẻ trung và đẹp, kể cả là những bác có tuổi một chút. Đó, phối đồ và ăn mặc theo cách đó cũng trông cũng rất trẻ trung nha các bạn nhé. Đó, mã là A141 này, vòng bụng 84, ống 15, đùi là 52, chiều dài quần là 87, sản xuất tại Nhật Bản, chất liệu co giãn, 210k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship mọi người, Uniqlo. Lên một mã quần chưa qua sử dụng luôn mọi người ạ. Quần này chưa qua sử dụng. Quần này màu của nó là màu thiên thanh nha mọi người. Quần dạng hàng trưng bày hoặc là hàng tồn kho, người ta thanh lý để người ta nhập hàng mới. Cho nên là quần này chưa qua sử dụng. Đó, áo em chưa mặc một lần nha mọi người. Đó, ghê không? Nút này, nút quần được dập 3 ngôi sao. Đó, hình 3 ngôi sao. Quần chưa qua sử dụng luôn, mới len ken. Đó, mới khủng khiếp. Ở đây còn đính thêm một ngôi sao. Đó, một ngôi sao cô đơn này, ngôi sao hy vọng. Ngôi sao cô đơn nhưng mà lại là ngôi sao hy vọng nha mọi người. Quần chưa qua sử dụng, không thể nói là độ mới cực cao nữa, siêu cao nữa, mà là chưa qua sử dụng luôn. Đó, đặc biệt đó, quần này đến từ một thương hiệu của người Pháp đấy các bác nhá. Đây, đây có chữ Des Petites Hautes này, một thương hiệu của người Pháp. Quần chưa qua sử dụng luôn, thế mới khủng khiếp. Mã của quần là A96 này, vòng bụng là 71, ống là 20, đùi là 52, chiều dài quần là 100cm này, 230k cho quần này, độ mới, sản xuất tại Pháp luôn mọi người. Đó, một thương hiệu của Pháp sản xuất tại Pháp, xuất Nhật, chưa qua sử dụng. Thực sự chúc mừng ai sở hữu chiếc quần này nhá, vòng bụng 71 này, chuyển khoản đủ, giao lưu qua ship mọi người. Thêm một mã nữa, một quần jean màu xanh nhạt, rất đẹp, rất chất. Đó, dáng slim fit, tên hiệu đây, Beauty and You. Đó, nút quần thép không gỉ, các đinh tán cũng vậy. Phía sau của quần cực đẹp mọi người nhé, rất đẹp, màu xanh nhạt. Đây là một trong những màu của quần jean mà rất nhiều anh em, nhiều bác săn tìm. Mã là A139 này, vòng bụng 82, ống là 16, đùi là 51, chiều dài của quần là 93, 170k, chất liệu co giãn, 170k nhé, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Lên một mã quần jean màu đen. Đó, quần jean rách này, thiết kế rách, chất liệu co giãn, màu đen. Đó, quay xa thế này thì thực sự là nó mới thật màu này, rất đẹp nha mọi người. Quay xa thật màu, độ mới cực cao. Đó, đến từ hiệu Becca Denim. Đó, phía sau của quần đây, miếng táp này, Becca Denim, đẹp chưa mọi người, thấy quần đẹp xuất sắc chưa. Mã là A95 này, vòng bụng 76, ống 13, đùi là 48 này,
chiều dài quần rất là ngắn nhé, 89 thôi. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật, chất liệu co giãn, 190k cho quần này, 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người ạ. Lên một mã quần jean rất đẹp nữa cho các bác mọi người, đến từ thương hiệu Pull and Bear này. Đó, Pull and Bear. Đó, mọi người thấy vẻ đẹp của nó chưa? Rất là đẹp luôn nhá, màu rất xanh, tươi xanh như nồi canh, đẹp chưa? Quá là đẹp luôn mọi người, màu thực sự rất đẹp. Với cái dáng quần này thì kể cả là các bác có tuổi cũng như là các bác tuổi trung niên cũng như là các anh em trẻ thì đều rất là phù hợp nhé, bởi vì người ta thiết kế watt không có quá lố. Nó có những đâu đó thỉnh thoảng có những cái khu vực người ta watt mài vừa phải đó, không có lủng te tua đó, cho nên là vừa hợp thời trang vừa trẻ trung. Đương nhiên là khi chúng ta mang những quần jean thì bao giờ cũng sẽ toát lên một vẻ trẻ trung cho người dùng đó. Mã quần này sẽ là A135 này. Vòng bụng là 81, ống là 15, đùi là 52, chiều dài của quần là 100cm này. Chất liệu co giãn, 170k cho quần này nhé, 170k. Chuyển khoản đủ, giao lưu và ship các bác mọi người. Lên thêm một mã nữa đến từ thương hiệu Becca này, hiệu Becca đó, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật này. Quay nhanh xa một chút cho mọi người có thể thấy được. Đó, độ mới còn khá cao nhá. Quần này người ta không có may gấu, người ta thiết kế như vậy. Nó là quần thời trang dành cho các anh em trẻ. Đó, miếng ta phía sau, độ mới còn khá cao nha mọi người, hiệu Becca. Hiệu Becca. Độ mới rất cao đó, mọi người nhìn này là mọi người biết rồi, độ mới rất cao luôn. Duy chỉ có là người ta không may gấu. Đó, sẽ dành cho anh em trẻ thì rất phù hợp luôn. Mã là T64 này, vòng bụng 77. Ống là 14, đùi là 50, chiều dài của quần là 95. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật, chất liệu có giá 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship anh em. Em lên một mã quần màu xám rất đẹp luôn. Một mã quần màu xám, độ mới còn rất là ok. Đó, màu xám rất đẹp luôn mọi người nhá. Đó, đến từ hiệu Ben Simen này. Ben Simen. Đây sẽ là phía sau của quần. Đó, phía sau của quần. Gấu quần thì vẫn còn nguyên bản nha mọi người. Đó, gấu quần còn nguyên bản này. Đó, miếng táp ở túi sau. Để tên hiệu Ben Simen này. Trên này là một miếng táp da. Da này thì có lẽ là chất liệu da bê mọi người, chất liệu da bê non. Đó, rất xịn sò chưa ạ? Khắc tên hiệu này, Ben Simen. Mã của quần này là A130 này. Vòng bụng khá là lớn, vòng bụng 91. Chiều dài của quần là ống 18 mọi người. Bụng 91, ống 18, đùi là 55 này. Chiều dài quần là 107cm, sản xuất tại lãnh thổ Maori. Đó. Chất liệu co giãn, 130k cho quần này. 130k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship mọi người luôn ạ. Lên một quần dành cho các bác có tuổi một chút mà đang kiếm một chiếc quần jean vừa mỏng, vừa mặc dễ chịu, thoải mái, thì đây là một sự lựa chọn dành cho các bác. Hoặc các bạn trẻ thích mang những chiếc quần jean theo phong cách vintage thì đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý cho
các cháu, các bạn trẻ nhé, có thể đi học, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3. Rất phù hợp với những cái dáng quần như này. Còn các bác muốn mang quần jean thì đây là một trong những chiếc quần jean có công nghệ dệt rất mỏng, mang sẽ rất dễ chịu, rất mát vì nó chất liệu cốt tông, chất liệu cốt tông 100%. Mùa hè mang rất mát, còn mùa đông thì mang ấm. Đặc biệt đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản này, thậm chí là bây giờ là một thương hiệu nổi tiếng lên toàn cầu rồi, mang tính toàn cầu luôn này, Uniqlo Nhật Bản. Oh, nút quần độ mới còn rất cao luôn, quần dài lướt, cho nên là quần này không khác gì mua mới. Mã là A150 này, vòng bụng 72, ống là 22, đùi là 62, chiều dài quần là 106 cm, sản xuất tại Nhật Bản, thương hiệu của Nhật Bản, 190k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship mọi người ạ. Thôi, video của em tạm thời kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của nhà em. Còn rất nhiều mã hàng second hand rất đẹp nữa, hứa hẹn sẽ mang tới cho mọi người nhiều sự bất ngờ và nhiều niềm vui trong những ngày tới. Thân ái chào tạm biệt mọi người.